Người ta là tiền giàu lắm. Thấy theo tiếng đàn không? Mới vừa với bộ phim gì mà mấy lâu 500 mấy tỷ. Thôi cái vậy thôi, còn Dung á làm xong cái là chắc rồi đúng làm nghề gì luôn là cái tiền vô. Còn mình làm mình phát lên YouTube thôi, mà trong khi mình phải bỏ tiền ra mình làm nữa, có người coi là mình vui lắm rồi. Thành ra là nó bị khác nhau cái chỗ đó. Bây giờ mình kiếm tiền nữa, bán được răng nữa mới đi làm phim tiếp được. Ủa không phải người ta làm từ sau. Dạ. Không phải người ta làm từ sau. Ủa nó vi phạm đâu? Đâu có, mình phải bỏ tiền đó chứ. Dạ. Mình phải bỏ tiền chứ. Thì đó. Dạ. Bên ship tiền mà. Giờ đó có người ta đầu tư mà đâu có xin cái kiểu đầu tư cho thôi. Kiếm trả lại mua để xài. Mua xài mới dẫn con này lên. Dạ. Con này ở đây. Còn bà kia là ở bên Úc. 77 tuổi rồi đã. 77 tuổi. Dạ, dạ. Có thấy không? Có thấy không? Bà 77 tuổi lơ. Nhưng mà bữa giờ có xài cái phẩm bên con chưa? Đây con này có xài. Con này xài. Dạ. Rồi bà bữa nay bà ở bên đó bà đặt bà nghe là giảm 30%. Bà kêu quá hay xếp. Rồi chỉ có coi mạng hoài. Yeah. Coi làm sao mà thấy được nhung nhằn. Coi coi dung danh dung vẻ. Trả về đây mua mới giới thiệu tụi này ở đây mà còn không hay. Trời đi mua bả sức mà nói ưng quá. Có nghĩa là cô mua cô sức, cô về Úc rồi. Cô thấy ưng quá xong cô giới thiệu cho hai cô đi qua. Về nè, mấy người bà ở bên Mỹ nữa đi qua bên. Bả gỡ mua nè, ai xét là của bả gỡ nè. Dạ dạ. Trời ơi. Về lại cô là cô tên gì? Cô bên Úc tên gì? Chị Mỹ Liên. Dạ con cảm ơn cô Mỹ Liên nha, cô Mỹ Liên. Con cảm ơn cô Mỹ Liên rất là nhiều nha. Trời ơi thiệt chứ, có nghĩa là mua xài sau rồi bắt đầu chị hai cô đi ra rồi bắt đầu cũng bên đây em đang làm chẳng hả trong tàn nhà đối với những cô mà có tàn nhang có đồi mồi á thì là một là sẽ chấm tàn nhang trước, hai là xài một thời gian rồi bên vô dài bữa nó còn mua đi bên đi đồi mồi luôn con chơi hoài con này đi Đài Loan đi lại lo mua cho em gái khi nào ạ? À, nãy á, cho tụi nó để về đem cho em gái bên kia thử. À, ok là mua sắt qua Đài Loan. Ừ. Dạ. Có người quen đi qua này thì gỡ qua đi qua xong về. Dạ. Đấy, một set này cho thôi, cho xài thử thôi. Trời ơi, vậy là cô Mỹ Liên bỏ mỹ phẩm lăn cơm để xài mỹ phẩm nhà dung nhan dung nhẹ. Trời ơi, nó hạnh phúc. Trời ơi, nó hạnh phúc. Trời ơi. Trời ơi, mỹ phẩm lăn cơm xài tiền không luôn á. Bà xài lăn cơm là từ nào tới giờ rồi. Bà nói bà xài cái này ai về bà ai cũng khen đẹp. Ai cũng khen đẹp hả? Khen đẹp cái bỏ lăn cơm luôn. Bỏ lăn cơm luôn. Qua là thấy livestream xong bắt đầu là cặp một triệu. Cặp một triệu. Cặp một triệu. Bà cứ nói bà hớ hoài nói hình như là nghe nói vô nhân không nghĩa là nói là 8 tháng 3 giảm 30% mà. Con chạy chương trình á, một á là con tặng một tháng
mấy đẹp kìa, dìu cắt mấy đẹp kìa. Sushi đồ ở bên Mỹ, còn bà kia để ở bên Úc, bà đã biết cách xài, bây giờ là bà cứ thắng.
về về tới là bà phải cũng thăm đẹp nó bảo về tới là cũng mua. Dạ. Nhưng mà cô Mỹ Liên giới thiệu cái tên con cô mới coi mấy cái con đúng không? Hay là cô cũng có coi ở ở Việt Nam có coi con không? Cũng có coi đâu có biết. Vậy đó hả? Là cô ở bên Úc á. Dạ. Rồi cổ về cổ cũng mua đòi lại lại mua cô cổ sức. Cổ kêu con này lại mua cái con này đi mua con này sức ok. Dạ. Ok thấy ok lắm nhờ mấy bà thì thấy sức sắp hết rồi. Dạ. Mà không dám xài ngày thí dụ hai lần bả sức cũng được nè. Bả nói sức hết lấy gì sức. Trời ơi tôi có gửi qua Úc được mà. Tôi có gửi qua Úc được mà. Dạ hả? Tôi có gửi được. Dạ hả? Dạ. Tôi có gửi bả đi. Cái bả kêu mua sẵn đi để bả về bả lấy. Không, cho tôi có địa chỉ mới nói tôi có gửi qua được. Dạ hả? Nó tốn tiền ship thôi. Có người qua. Vậy là ship bên Úc ship nhiều. Chắc cũng một bộ giày ship cũng tốn 1 triệu hơn triệu tiền ship á, triệu tư triệu một bộ 1 triệu tiền ship à. Dạ nói chung là của bên cái ship á nó tính bao nhiêu thì tụi con đưa cái bill cho, có nghĩa là bên tiền ship người ta tính bao nhiêu thì mấy cô trả tiền ship thôi. Dạ chứ còn tụi con ship đi Mỹ đi Úc đi châu Âu bình thường. Dạ nè cô làm người xài rồi nè thích nè hay rất là thích. Là cô xài bao lâu rồi? 4-5 tháng rồi hả? Năm giá là bây giờ mà xài thấy trắng da và thấy nó mờ mấy cái tàn nhang. À dạ. Rồi đi qua thì còn trắng cái nữa xong bữa sau là cái mặt trắng đều hết luôn. Đều màu hết. Ôi ôi nghe mà bỏ lăn cơm, bỏ Shiseido mà xài mỹ phẩm nhà 4D trời ơi. Nó hạnh phúc. Không hồi xưa con cũng xài mỹ phẩm Nhật không á. Với lại con cũng xài Shiseido cũng xài lăn cơm nữa. Nhưng mà nó không có được giống như mình muốn. Mấy cái mỹ phẩm nó rất là tốt nhưng mà nó chỉ có cấp ẩm với lại nó dưỡng thôi. Chứ nó không có làm trắng, nó cũng không có làm cũng nó có trắng mà cũng ít lắm. Dạ. Có làm phần ít lắm. Dạ. Nó dùng dưỡng cấp ẩm rất là tốt. Còn okay, cái này thì nó trắng. Dạ. Trắng là nó sáng người. Nó sáng người vậy trời ơi. Sáng con người da. Quá nói ăn uống thêm ăn con người sáng rồi bả xem. Nó con thì nó cũng đẹp. Nhưng mà nó không sáng. Không sáng. Không trắng nhưng mà da thì đẹp. Nhận. Dạ, dạ. Mà sức lâu lắm rồi. Dạ. Rồi. Cổ nhắn hoài lắm, thấy sức nó trời dám mặt xong gì đẹp đó lúc này phải. Vậy đó hả? Nhưng mà cô xài là bạn bè cô có khen không? Tụi nó không để vậy, tôi từ thấy nó càng đẹp hơn, bắt đầu tôi giới thiệu. Vậy đó hả? Tôi thấy từ càng ngày tôi thấy nó càng đẹp hơn hả? Mới luôn trong tháng chưa. Dạ. Ở trong khu chợ lớn chắc hay con người qua hả? Ở nhà nói tiếng Quảng hay là nói tiếng phổ thông? Tiếng Quảng nhiều hơn. Dạ, dạ. Nhưng mà nhà người Minh Thủy là tiếng người Phúc Kiến. À, Phúc Kiến. Là cô tiên của Đài Loan á. Dạ, 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 dạ. Nói tiếng Phúc Kiến. Trời ơi, hạnh diện quá cả nhà ơi. Trời ơi, nghe nhon quá trời. Ôi, nghe nhon quá, nghe nhon quá. Dạ, con cảm ơn. Chắc ăn chiên dữ lắm hả? Có cái gì vậy? Hồi xưa tôi 34 là có 42 kg à? Có. Chứ bây giờ hả? Tự nhiên cái nó từ từ ăn cũng nhiều nhưng mà cũng bự rồi nó phải hại á. Tiếng nó dài rồi nó kém nó tất cái gì qua cái mỡ. Thôi. Chúng mà thì ủa mà ông coi hết tiền của con rồi đúng không? Có tới 10 giờ coi hoài không thấy đi đâu vậy trời. Vậy đó hả? Ý là coi tới tập 10 rồi chờ hoài không thấy nữa hả? Nó bị xấu tiền vậy đó. Hết rồi, con làm có 10 tập rồi. Được rồi, không có thấy cuối cùng kết quả cái gì. Kết gì chưa chịu nữa hả? Sao kết như vậy mỗi tập hai ở chồng rồi. Chỉ có cô mặc hợp lấy ông kia đó à, 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 không có tay là mới cầu hôn, tôi không biết có đồng ý hay không đúng không? Hôm qua cô điện cho chị, cô nói là của cái phim gì đâu mà nó có cái kết, nó chưa có cái kết. Ý là chưa tới đám cưới hả? Chưa tới đám cưới gì? Đồng ý hay là không đồng ý cũng không nói đúng không? À, chị mới nói là đang còn bánh răng thì làm chắc là đồng đám cưới với Linh Thành quá. Diễn viên tiền mặt. Dạ. Câu kia diễn cũng hay, mập mập mà diễn cũng hay.
Cô đó là diễn viên, diễn viên cũ là diễn viên nổi tiếng đó. Ờ cũ á. Dạ, diễn viên nổi tiếng á. Còn Dung là diễn xà. Thầy chưa? Thầy đã mà. Dạ, đấy là nghệ sĩ rồi. Được không? Được không? Thấy thấy con diễn có bị sượng không? Có bị đơ không? Không. Được mà diễn hay thì cho bộ hay chứ. Ở nhà ai cũng khen. Ở nhà ai cũng khen hả? Cầu ơi. Mỗi khi mà con khóc là cả nhà cũng cười. Không, mấy con mà hay coi kênh con á, mà thấy con tập phim mà cái cảnh khổ khổ khóc khóc á, ai cũng mắc cười. Con nói ủa, con không rõ là khổ như vậy mà tại sao mọi người xem lại lại mắc cười ta. Ủa, có cô khác kia ngồi bên kia nè, cái kêu trời ơi, Dung nó đóng phim mà nó khóc một cái mà nhà cô cười đau bụng. Anh giúp bà sàn mà. Bà hãy thấy cháu thiệt luôn cái bộ cười. Giống thiệt luôn hả? Dạ anh chịu khó đi diễn đi như chứ anh chân thành vậy. Ai đáng làm phim giống như anh chân thành thôi, không có làm giống như anh chân thành được đâu, không so sánh được với anh chân thành đâu. Còn là chị làm mấy cái dạng phim ngắn ngắn trên kênh con thôi, còn anh chân thành đó là làm phim rạp, đầu tư nhiều lắm. Một cái bộ phim chị của chân thành đầu tư cũng nhiều lắm. Dạ đúng rồi, chân thành vừa qua. Dạ tào quá em. Rồi vậy là cô Mỹ Liên giới thiệu đúng tên Dung Văn Dung Diệu, là coi đúng tên Dung Văn Dung Diệu là thấy cả nhà. Trước đây có thấy cô Khương Dược á, sầu riêng này kia nọ thì có Khương Dược đó, Khương Dược ít mở Khương Dược coi à. Rồi xin lỗi sư phụ nha sư phụ, cái này là tại cô Mỹ Liên giới thiệu đúng kênh Dung Văn Dung Dẻ thôi, rồi cô coi đúng kênh Dung Văn Dung Dẻ thôi, về nhà coi kênh Khương Dược nữa nha, bỏ chữ Khương Dược vô trong đó coi. Con cũng có làm MC mấy chương trình, cũng có ở bên kênh đó nữa, tầm cỡ như Quyền Linh á. Người ta chính thành làm Dung là chính động. Thường chính động á. Chủ động của hai chị em. Dạ con á. Nhà con 12. Ý là hai chị em là số 2 á. Là số 12 á, là con Dung là số 2. Ba mẹ con sanh trai sanh gái. Dữ vậy đó hả? Hai người. Đây mới là hai thôi. Dạ tôi chính ngứa tôi còn thấy có thứ một trai á. Ủa nhưng mà hai cô hai chị em ruột hả? Hai chị em ruột. Hai bà sáu u hết trở lên rồi. U 60 hết rồi. Trời ơi, không, nói chung là làm mỹ phẩm mà gặp các cô như vậy thấy hạnh phúc lắm cả nhà. Nói chung là một lần nữa gửi lời biết ơn cô Mỹ Liên nha cô Mỹ Liên. Con chưa có gặp cô khi nào nhưng mà khi nào về nhất định con sẽ ôm cô Mỹ Liên 10 cái, 10 chục cái hay là trăm cái gì đó. Con sẽ gặp cô Mỹ Liên nha cô Mỹ Liên. Cô Mỹ Liên nó giảm 3% rồi ok rồi. Không. Tặng thêm cho một tiết kem chống nắng nữa. Đang cháy à, Thì bữa ngày mốt hàng về đó rồi nữa rồi xin hàng cho cô tặng cho cô thêm cái tiết kem chống nắng. Bạn ơi, mấy bạn có gì quên nước ngoài là bán khen. À mấy bạn nước ngoài đang khen à, bạn ơi nè, bạn cũng giới thiệu coi mấy bạn kia có mua không. Ồ, bạn giới thiệu á. Chị dám xài á, mấy người khen á. Rất hay, sao mình xài cái gì đẹp quá. Không, bữa nay tới sáng nè. Theo, ráng làm sao mà các cô ai cũng đi bán hàng cho mình là được. Nó nghĩa là chẳng các cô cái đây trước kia như này nhưng mà cô ra kết quả xong rồi các cô cứ tự đi ủi xài đẹp lắm cô thì là coi như là đi cái gì tập yoga tại vì ở trời không bữa nay cho mấy tải da không mà đang phải tải da cái gì có hai tuần nữa là cô đẹp còn hai tuần nữa là da cô đẹp đều hết luôn nó bả đẹp để bả thiệt đẹp bả mới giới thiệu người ta mới tin mình dạ chưa là đẹp cái kem chua, cái kem chua xài cả ban ngày nha, đêm xài cũng được nhưng cấp ẩm để cho cái da nó từ từ căng, nó đâm cái nhầm, nó sẽ trẻ hóa da lại. Dạ, con từ từ xài từ từ cái da nó căng cái đó, nó căng. Mấy bà dở cái cắt ở đây nè, cắt lấy nó ai bị cái này nè, nó em bị như vậy nè, do
chốt cuộc là bây giờ nếu mà muốn trùng là phải treo không. Treo là nó không trùng. Nó đang từ mí phẩm qua tới cắt mí luôn đó. Thôi Dương xin phép kết clip nha cả nhà. Một lần nữa thì con gửi lời biết ơn cô Mỹ Liên rất là nhiều. Dạ, nếu mà con, cô bác, các cô, các chị, các dì ai mà mua mỹ phẩm thì mình gọi trên cái số trên màn hình giúp Dương nha. Cái này là một cái feedback mà giống như là từ trên trời rơi xuống á cả nhà. Trời ơi, con biết con gọi gì mà không tin ghê. Dạ, có gì mà hạnh phúc bằng luôn á. Dạ, bye bye cả nhà. Nhà khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các anh chị đến thăm khám tại nhà khoa Anna thì sẽ trải qua những cái quy trình như sau. Thứ nhất đó chính là làm hồ sơ thăm khám, sau đó là chụp phim CT toàn hàm. Hiện nay khi cấy ghép implant tại nhà khoa Anna thì sẽ có trực tiếp tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn sẽ trực tiếp cấy ghép. Tận tâm hết sức, làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Hiện tại thì Long rất là hài lòng với cái bộ răng của Long. Im nè, không có đau nè. Cho nên bây giờ Long không có đẹp mà cứ nói nè, nằm xuống mà để cho bác sĩ chăm sóc răng á thì Long không còn sợ nữa. Đến với nhà khoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, thật tự tin và thật xinh đẹp. Bây giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Cái công nghệ hiện đại đó, vô rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna nha khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Giống thiệt chứ chị? Trời ơi, người ta là phải để xứ thiệt không ai biết chứ. Hồi xưa với ba mẹ với ông bà mình ít có cái quan niệm mà đi khám để mình phòng ngừa trước. Dạ dạ. Chỉ khi nào mà cảm thấy bệnh á, bệnh mà đau mà chịu hết nổi mắt đi khám rồi chữa. Tôi vừa thấy sao ông bà cô chú anh chị mình ở nước ngoài Việt Kiều á là về đây làm răng nè, làm thẩm mỹ nhiều lắm, nhiều bà cô chú anh chị hỏi lắm. Nói chung cũng phải đi khám để có bệnh răng được điều trị. Thay mặt cho nha khoa Anna, Dung gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn bộ khách hàng, bởi vì giữa hàng ngàn nha khoa mà bạn đã quyết định lựa chọn nha khoa Anna.